Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Album in Diamond được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Medista Việt Nam. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về album In Diamond cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của album In Diamond Album In 400mg L đến lý HCL 100mg Cao men bia, bia e 60mg L đến arginine HCL 40mg L đến isoleucine 40mg L đến valin 40 mg. L đến Ognithin, L đến aspartat 40 mg. Du lịch đến alanin 40 mg. Du lịch đến methionine 30 mg. L đến phận 30 mg. L đến phenylalanine 20 mg. L đến THRONINE 20 mg. Vitamin phương pháp 20 mg. Vitamin B1 6mg Vitamin B6 6mg Vitamin B5 4mg Vitamin B2 4mg Dạng bảo chế Viên nang Công dụng và chỉ định của album in diamond Công dụng Giúp bổ sung chất đạm và các vitamin cho cơ thể, bồi bổ sức khỏe, giảm suy dinh dưỡng Chỉ định Người suy nhược cơ thể, mới ốm dậy, mệt mỏi, yếu đau, người cao tuổi, người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh cần bồi bổ sức khỏe. Cách dùng và liều dùng của album In Diamond Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên Chống chỉ định của album In Diamond Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng album In Diamond sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm album in diamond đồng thời biết cách sử dụng album in diamond sao cho đúng và hiệu quả nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham